Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại theo dõi kênh của mình nhé. Buổi chiều hôm trước thì mình đã muốn làm thêm một cái video về buổi đêm ngày thứ ba mình ở lại trong hang đá và làm thêm nhiều video hấp dẫn hơn. Nhưng vì lý do là cái dung lượng pin của mình mang theo nó quá ít, vì vậy nên là mình không thể quay thêm được những cái video khác. Và đêm hôm đó, chiều hôm qua thì mưa rất là to. Vì vậy cho nên là mình và sức khỏe của mình cũng cảm thấy là nó cũng không được đảm bảo. Vì vậy nên mình quyết định là mình đã rời cái hang động danh chợ mà mình tạm thời trú ẩn ở đó, trên mình đã về nhà trở về nhà. Và hôm nay thì mình có làm một cái video, đó là mình sẽ đun một cái tách trà gừng để mình uống khi mình bị cảm lạnh, mà trong điều kiện mình ở trong ngoài tự nhiên là mình không có những cái vật dụng cần thiết để mình có thể đun được một ấm nước nha. Ví dụ là mình không có nồi liêu xông chảo gì cả, không có ấm nước gì, không có những cái ống tre, ống bương, và cũng không có những cái lon coca bằng nhôm bằng gì để hỗ trợ cả đấy. Mình chỉ có một cái túi ni lông duy nhất thôi, ni lông rất mỏng, mọi người có thể thấy ni lông màu trắng này. Mình sẽ cho nước vào đây, sau đó cho gừng đập dập cho đây và buộc chặt cái đầu này lại, buộc treo lên lửa này thì mình đun. Cái đun từ khi mình sôi thôi. Nhiều người có thể nghĩ là không thể đun được, thế nhưng mà mọi người cùng chờ kết quả từ khi nó sôi nhá. Mình đã đun nó sắp sôi rồi, nó đang lăn sôi rồi. Lát nữa sôi mình sẽ quay lại thật gần cho mọi người cùng nhìn thấy cái cách mà mình đun cái sôi cái túi nước này bằng túi ni lông rất là mỏng nhá. Mọi người có thể thay thế cái túi ni lông này bằng cái vật dụng dày hơn, bằng các loại túi dày hơn như túi mì tôm chẳng hạn, cái túi mì tôm Hoàng Hảo mình ăn ấy, hoặc là các loại túi ni lông khác, nhưng miễn là túi chưa rách chưa thủng. Mình cứ đổ nhiều nước vào, xong nó buộc treo lên trên trước ngọn lửa mình đun là nước tha hồ sôi luôn. Hoặc là mình có thể tận dụng những cái chai mình đựng nước mình uống bằng nhựa ấy, là những cái chai đun còn tốt hơn cái túi ni lông này rất nhiều, tại vì nó dày hơn. Những cái túi này mà nó rất là mỏng dính luôn thì mình vẫn có thể đun sôi được. Đây là điều kiện ở ngoài, bên ngoài khi mà tao không có cái vật dụng nào khác để tao đun mới sử dụng những cái này thôi nhá. Đây nó chính là từ túi ni lông này đấy, rất là mỏng dính luôn. Rồi lấy nước vào là buộc lên là treo lên là đun, nó đun sôi được nước, đun tới khi sôi luôn. Và buổi chiều hôm qua khi mà mình bị cảm lạnh ấy, lúc ấy thì mình đã rất là mệt mỏi rồi, và mình đã dùng chính cách này để mình đun sôi một cái túi nước lên, và mình đã tìm được một gốc cây gừng gió ở trên rừng ấy, gọi là cây gừng gió. Mình đã đun một túi nước của cây này để lấy một tách trà để mình uống, và cơ thể mình nó đã khá là một chút và mình đã có thể về tới nhà an toàn. Vì thế hôm nay mình đã làm cái video này để chia sẻ đến mọi người khi mà có ra bên ngoài tự nhiên ấy, ta không có cái gì để có thể ít nước sôi để mình dùng một lít, ví dụ như là nấu mì tôm chẳng hạn, hoặc là mình đun một tách trà để mình uống để giải cảm lạnh. Vào buổi chiều hôm qua ấy, khi mà mình đang còn phân vân không biết là quyết định là mình lên tiếp tục ở lại hay là mình trở về, thì sau một hồi loanh quanh ở đấy thì mình đã tìm thấy một gốc cây gừng gió. Một cây gừng gió mọc trên rừng ấy, thì cây có tác dụng là để giải cảm, giải nhiệt. Thế nhưng mà muốn dùng được cây đấy thì mình phải đun nước lên, mình phải rửa sạch, sau đó mình đập dập ra, mình đun lên, mình cho vào mình nước, mình đun sôi lên thành một tách trà, gọi là trà gừng đấy. Nhưng mình hay uống trà gừng đấy để giải cảm, và cái cơ thể mình nó hấp thu thêm cái tăng cái nhiệt độ cho cơ thể mình, nó làm như là làm nóng người mình lên đấy, thì cho mình có thể giải cảm được. Mà trong lúc đấy thì mình cho quanh khu vực mình đang tạm thời mình trú ẩn ấy, thì nó không có cái vật dụng nào để mình có thể đun được một tách trà gừng để mình uống cả. Và sau đó là mình đã phát hiện ra cách này và mình đã làm thành công. Nên mọi người có thể nhìn này, mình đã sau khi đun khoảng 3 phút thì nó là nước đã bắt đầu lăn tăn sôi rồi. Đây này, còn cái bọt li ti, mọi người nhìn thấy không, mọi người có thể nhìn thấy đây này, nó bắt đầu sôi rồi này, cái bọt li ti đây này. Mình sẽ đun được tới khi nó sôi sùng sục rồi cho mọi người xem nhé. Thì mình đã đun bằng một cái túi ni lông ấy, thì nó đã sôi rồi, nhưng mà tại vì là cái túi ni lông ấy nó mỏng, nó nữa là cái muội khói của cái lửa ấy nó bám nó đen nên là nó sôi mọi người nhìn không rõ. Nên mình đã quyết định là mình đã sử dụng là một cái chai nhựa khác nó trong hơn, thì mình sẽ đun cho mọi người xem nó sôi như thế nào, thì mình có thể mọi người sẽ dễ quan sát hơn là mình nhìn qua cái túi ni lông kia nhá. Nhưng mà hai cái thì tác dụng cũng như nhau thôi.
Mà cái túi ni lông kia thì mình đun sẽ phải khó đun hơn cái này một chút, tại vì nó mỏng hơn. Mình đun nhiệt độ lửa nhỏ hơn của cái chai này thì mình đun thoải mái luôn, đun nhiệt độ to sôi thoải mái luôn. Thấy là bây giờ là nước đã bắt đầu sôi lên rồi, nóng hết rồi. Và củ gừng lúc mình đập mình cho vào ở dưới đáy, bây giờ nó đang nổi lên trên rồi. Tại vì nhiệt độ nước sôi mà, sôi nó nóng lên thì là nó sẽ sôi nó sẽ đẩy lên. Mọi người có thể nhìn thấy đây này, nó đang sắp sôi sụp sụp lên rồi. Đó, nhìn củ gừng nó đang nổi dần lên chưa? Mọi người có thể thấy nước nó đang bắt đầu sôi rồi này. Và củ gừng nó đang bị cái nước sôi nó đẩy lên. Và nó đang rất là muốn nổi lên trên mặt nước này này. Mọi người có thể nhìn thấy nước sôi nó sôi li ti không? Một lát nữa là củ gừng nó sẽ nổi lên trên nhá. Tại vì nước nó sôi nó nóng mà. Đấy, bây giờ là nước đã sôi lên rồi, củ gừng đã nổi lên trên rồi. Mình chỉ đun thêm một lát nữa là nó sẽ sôi sùng sục lên ngay. Mình sẽ lấy xuống nhé. Rồi, rất là nóng bỏng luôn. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái bát này để thưởng thức cái tách trà gừng mà mình đã mất thời gian mình chuẩn bị cho mọi người xem đây này. Rất là bỏng đấy. Vậy là mình đã có một tách trà gừng nóng bỏng thơm mát để uống rồi. Trong những cái lúc mà ngoài tự nhiên mình không có cái vật dụng nào để mình sử dụng thay bằng nồi liêu, ấm chén thì mình có thể sử dụng ngay những cái và dụng đơn giản này của mình đấy. Rồi, xin mời mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video và theo dõi kênh của mình nhá. Mọi người hãy cùng like và cùng ủng hộ và cho kênh của mình để mình phát triển, mình sẽ làm những cái video hay hơn cho mọi người cùng xem nhá. Cảm ơn mọi người nhá.